Dạ, thì có một cái nhân viên thì đến đây thì con xin chào ông hai ạ. Thì ông hai ơi, thì cái hiện tại giờ vì sao mà cái chùa vào những tháng 7 này nè, mấy năm trước á, thì rất là đông, nhưng mà tháng 7 năm này á, thì nó lại vắng ấy, ông hai. Thì ông hai có thể là cho con biết là chùa nó có mất nghiệp gì không ông hai, là sao vắng như vậy không hai? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay cái lời của chú nói chuyện ra, cái kinh kệ sự thật lòng tôi không thông phải thông thạo hết, nhưng mà biết bao nhiêu mình nói bao nhiêu, vì cái tâm lòng từ ái chứa chan nhận thấy bát tánh đến hồi tai vạ. Nay Phật Dương đã chỉ rõ bộ máy diệu quyền chuyển lập hội đông quan. Ngày hôm nay ta thấy trần thế một phần nhiều là say mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh mà gây nên nghiệp quả nó quá nhiều, cho nên ngày nay lực trời đã kỵ tội. Đó là bước đường nói chuyện vừa qua rồi hỏi tôi họ hỏi đó là nhìn bậc bề trên đã nhìn thấy, cho nên sai môn nhân đệ tử đi xuống đây mà để tượng trưng rõ ràng cho môn nhân đệ tử của nhà Phật để thấu hiểu và để dừng lại cái tâm say mê vật dục. Chứ để ông thôi tiền đánh trong biển lợi danh mà gây nên nghiệp quả quá nhiều. Đó là ông Thích Minh Tệ. Đó là một vị bậc cao minh, coi như nằm đất nước Việt Nam mình là nằm cao nhất trong cái hậu cuối cùng này. Ông đánh thức những cái tất cả cái hàng mà bước vào trong cái gọi Phật mà vô tâm, cái tâm còn lợi dụng trong việc này việc nọ của môn nhân đệ tử mình một phần nhiều là không biết mà tùng theo trong chủ mà để an hưởng. Chứ sự thật ra ai ai cũng đều nói ổng Thích Minh Tệ và phá hoại thanh danh của nhà Phật, sự thật là không. Ổng đó là cái tâm của ổng là tâm chân rõ ràng. Cái bước đường ổng đi ngày hôm nay đấy thì đi lấy theo cái chỗ khổ hạnh của Đức Phật Thích Ca ngày trước. Ngày quá câu kinh có nói rõ ràng ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, đạo dần ác ma dương theo phấy dùng thần thâm nghĩ được nghiệp ta. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước vô chương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật dũng các chúng sanh đều có như ta, nhưng mà hiện diện ngày hôm nay thấy một phần nhiều mà say mê và dục chìm nắm trong biển lợi danh. Cho nên môn nhân đệ tử là Thích Minh Tệ, đó là môn nhân đệ tử thứ nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, để trở lại đây lấy cái tâm khổ hạnh đó mà để đánh thức trong cái chỗ môn nhân đệ tử của nhà Phật để quay đầu trở lại. Mà cái chuyện gì phải lo chu toàn là cái đạo đức, cái hiếu hạnh của con người là mới có thoát khỏi. Chứ như đó là cái chỗ bước đường của người bây giờ đi coi như đã sai nát hết trơn, không còn. Bị lời Phật cho biết rằng cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, mong chúng sanh hãy gắng tu hành, cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng thật đừng làm bạo ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian. Mà một bậc cao minh là một vị Phật rồi, đâu có tham lam của ai, không có lợi dụng của ai hết. Muốn cho bậc bề trên để ban cho một chỗ cái hậu thủ sau khi này, mà để trường tồn muôn năm, mãi mãi đời sống, chứ không phải là tham lam cái của ở trước mắt ngày hôm nay. Của trước mắt ngày hôm nay thấy đó rồi mất đó, không có trường tồn mãi mãi được. Thì có lời nói của bậc cao minh là cái ý nói gì đó. Gắng lo tu hiền niệm Phật mới có còn được. Mà cái tiếng niệm Phật này đã tan đi nghiệp chướng, hay là hết phần rồi thiền từ Phật nước lời Tây Thiên. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Niệm Phật thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật vớt lời lành hằng nghe cõi trần đừng có đắm ngựa xe. Đeo tuồng mộng quyển lập lè sát hương là cái khổ đó nó không có cường tồn được. Thành ra thấy chúng sanh còn say mê trong chỗ đó quá nhiều, cái trường tồn nó không có, thấy đó rồi mất đó, chứ nó không có còn mãi mãi ở bên mình, mà ai ai cũng đều say sưa trong cái chỗ ấy. Thành ra cái tội coi như cái tội không biết bao nhiêu cái tội, cái tâm của con người và cái tâm của chúng sanh. Thành ra Thích Minh Tệ ông đi xuống đây là để đánh thức lại trong chỗ đó. Thì ông hai chia sẻ cũng rất là hay không hai. Thì ông hai ơi, thì con có câu hỏi vậy không hai, thì có khi nào á sư Minh Tuệ á thì ông ẩn tu luôn không hai? Thì bước đường đó là ông đã tu rồi, tu luôn rồi chứ còn gì nữa.
ngày ông bỏ xác thì ông chị mình không gặp nữa. Dạ. Chứ không phải, bởi vì trong cái bước đường cái xác của ông thích là nó khác hơn cái xác của mình. Cái xác của ông cái gì cũng là không. Dạ. Thành ra cái chỗ nhẹ nhàng vậy. Thôi giờ nhắc lại trong cái chỗ khi ông tâm tạng mà đi thỉnh kinh. Dạ. Ông Tây Thiên ông đi qua mấy con sông đó là ông bay chút xíu tới rồi mà ông tâm tạng coi như vậy không hạn nặng hết sức là không được. Bởi vì cái xác nó nặng quá nặng. Thành đã đi nhiều qua mấy bên đó không được. Yeah. Bởi vì cái xác phàm nó khác, còn cái xác của một vị Phật nó khác. Thì nói gì tới còn gì hỏi nữa không hỏi. Thì ông hai ơi, thì trong cái tháng 7 cũng là lễ Vu Lan này nè ông hai. Thì làm sao mình có thể là cứu được, độ được cái củ quyền của mình hay không ha? Thì ông hai có thể chia sẻ cho. Thì cái độ được trong cái củ quyền đó không phải đi chùa gọi là Phật tại tâm chưa có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi Phật ở tại chỗ tâm của mình. Con đem tại chỗ đó con cúng Phật, Phật đâu có cúng thiếu. Phật là thiên biến vạn hóa, có câu nói cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí yên nhàn nhìn cảnh thật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Phật đâu có cúng thiếu, đó là cái tâm của người. Nếu cái ý của mình mà nghe theo trong chỗ đó mà chỉnh đốn lại, nghe trong câu kinh mà chỉnh đốn lại cũng được, mà cái bước đường mình đi đó nó không phải là mình không có đạt được gì trên cả. Nhiều người cha mẹ ở nhà lang thang lưới thứ mà đi đó đi đây, đi để cúng Phật, Phật tại gia chứ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây với củi đắp xi măng sơn phết đặt tên, một A Tỳ giữa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giảm. Cái bước đường đi chùa đó không phải gọi là, bởi vì Phật ở chỗ tại chỗ tâm của người mình. Xem kinh đây rồi Phật để dĩ trích và dạch ra chân trời cho môn nhân đệ tử mà biết được lo làm việc, đó là tu, là tu. Dạ. Thì con cũng cảm ơn ông hai ha. Thì ông hai thì trong cái kinh giảng của Đức Thầy á, thì có nói là Đức Thầy sẽ quay về. Thì ông hai có thể cho biết là khi nào là Đức Thầy sẽ quay về không hay ông hai? Thì cái câu đó đó ổng cũng có cổ mở ra cho chúng sanh đều biết rồi, mà đáng tiếc rằng mình chưa có thấu hiểu được tới trong cái chỗ đó, thành ra không biết được mà hỏi. Yeah. Bởi vì ông nói ông quay về, mà ông đâu, ông đang về lâu rồi, chứ không phải ông chờ ông mà quay về. Yeah. Ông về ông ngao du từng lưng chân trời trong cái chỗ tứ hải để ông hỏi lòng cái môn nhân của đệ tử của ông. Bởi nay khùng đã hết già quá kìa, nên giữa đồng bỗng lại có sao. Từ hồi bắt đầu bút kinh cảm này kia nọ để mà khai mở trong cái chỗ văn hóa cho đất nước Việt Nam, tức như ngày ấy ông thật là, mà được ông trở lại rồi thiên biến vạn hóa, không mình không có thấu hiểu được. Ngày mà ông trở về rồi đó, nó rõ ràng rồi, mình đã có thấy ông sao, hình ảnh sao đó, thấy ông như gì. Thì ngày ấy chừng nào xấu nọ quá lắm thì ông nói khâu phục con Long Bác đó là ông là rõ ràng. Bây giờ cảnh phong ba biến chuyển trong cái cuộc đời, con xấu đó gì chứ 4-5 nước mà trị nó chưa được xấu đó. Bởi mà ăn thịt người ta ăn dữ lắm, mà ăn cái chỗ vô tâm không à. Yeah. Chứ không phải. Yeah. Bởi vì nó còn nhiều lắm trong cái phần đó, bởi vì người ta đi dồn mà dồn gì hướng đó. Vậy khi nào mình có biết được ông Sáu xuất hiện á? Ông Sáu xuất hiện thì không có nói chuyện quá lời được. Dạ. Thì ông còn, ông có câu nói, ông nói chuyện nào xấu nọ quá lắm thì bá gia mới biết người cùng là ai cái gì thôi. Dạ. Ông vô cùng không sống đó. Thì ông hai ơi, thì trong cái cuộc sống của mình, thì ông hai cho ông biết cái ánh sáng của trí huệ của mình hay là như thế nào phải không hai? Cái ánh sáng của trí huệ của mình là do nó tâm của mình. Cái tâm của người mình mà có tâm thật thà chân chất là cái tâm của người, coi như của ánh sáng. Bởi vì cũng có sách vở cũng có để một câu, chi nhân chi diện nào ai có chi tâm, mà cái tâm của người khác còn cái tâm của con người khác. Khi hở mâu ra rồi cái miệng yếu cỡ nào nữa, người ta cũng biết hết cái tâm của con người. Còn cái tâm mà thiệt người rồi, người ta biết hết. Bởi vì cái lời nói ra văn cũng đồng văn, ý cũng đồng ý, nhưng mà sức ngôn ra nó có cái hậu, nó khác nha.
Vậy là cái ánh sáng trí huệ nó khác với cái ánh sáng trí tuệ phải không ông thầy? Thì nó vậy. Dạ. Ta nhầm, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy hết. Dạ. Dạ thì khi ông hai, thì khi mình thiền định đó ông hai, thì mình có mở được cái ánh sáng trí huệ của mình không hai? Hay là mình có nhìn thấy được cái tương lai hay là cái vị lai, cái quá khứ của mình không hay ông hai? Cái thiền ngồi mà niệm Phật rồi đó, thì coi như con người nhất tâm có, còn con người lè mắt cái đời nó có, hai cái nó khác nhau. Chứ không phải mà nói mà niệm Phật đó gọi là tu được. Bởi vì con người các đạo tà mưu khéo âm thầm cũng như ngày nay thích mình chạy ra đời rồi bị không biết bao nhiêu đó. Bởi vì cái tiếng niệm Phật không có lè mắt được. Các đạo tà mưu khéo âm thầm dân gián tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống phiên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Cái phép màu của nhà Phật nó tùng theo chỗ đó, là cái tâm của nó đã khác, nó không biết. Thành ra gì trong cái chỗ đó ổng còn dặn ngừa mình, cho mình ngừa mình biết luôn, nó rõ ràng như vậy. Bởi vì cái đạo đó, cái đạo mà thiệt người là cái đạo Phật là chỉ chân đó, không có tính toán cái gì. Chứ còn con người rồi nó đang tính toán. Bởi ông mới dặn cho môn nhân đệ tử biết cho các đạo tà mưu khéo âm thầm dân trắng tránh kẹo lâm mà khổ. Chúng nó xuống viên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập thành xa địa ngục, khóa mông sống sót. Thì nói gì đó. Bởi vì cái tâm của người nó khác, nó lè mắt nó muốn mình tới đó lận cúng tiền bạc Phật này kia nọ, lận mà cúng này kia nọ, nó hưởng chứ sự thật rằng nó không có tô điểm trang trí gì hết. Bởi cái điểm chính của người ngày hôm nay thấu hiểu rõ rồi đó, khó dư giúp, khó giúp cho kẻ khó mới nhầm. Đây là điểm chính của ông Hòa Hảo đưa nói chuyện, là thầy của tôi. Khó giúp cho kẻ khó mới nhầm, đến lạng ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật. Chẳng làm phước để làm hung dữ, lùi vào chùa lại Phật mà chừng. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, đâu có túng thiếu mà quơ mà tận. Bởi vì Phật là thiên biến vạn hóa, cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Chữ y là gì? Y là mặt thật lạ. Không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả phổ mưu cầu bất đắc. Chứ không có tin tưởng ai được. Bởi vì ông khai kinh ra đây là vì lòng từ ái chứa chan, nhận thấy bát tánh đến hồi tai hòa. Ông khai kinh đây đó là chỉ rõ trong cái đường đi nước bước cho môn nhân đệ tử. Nay Phật Dương đã chỉ rõ bộ máy diệu quyền diễn lập hội Long Quang, dọn những đứng tu hành cao công quả sau khi này để ban cho chính vị xứng ngôn. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi thân thúy gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Chứ không có cái chỗ mà cái tâm của người, cái tâm phải chân là nó mới có sống được. Dạ. Bây giờ nói về cái chỗ tâm này, mình nói cái chỗ ngắn gọn đây thôi. Ở đây mà có ai chạm được là không có buồn nghe. Dạ. Cái nghĩa vợ tình chồng đấy giờ cũng còn tan nát hết. Nhìn thấy ở trước mắt mình nhìn thấy luôn. Ông nói trai trung liệt mới đáng trai hiền thảo. Người đó còn đó, sau khi này còn làm dân của đất nước Việt Nam. Gái tiết trinh mới gái Nam Cào, một đời một đạo đến ngày trung thân. Chứ không phải nói chuyện được. Bởi trai trung liệt mới đáng trai hiền thảo, gái tiết trinh mới gái Nam Cào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Tàn là nhìn thấy trước mắt không. Bởi ông có câu kinh ông nói, khắp chúng sanh là trong thế giới, ở trong cái buổi hạ quân này, tàn là say mê vật dục, vì nhìn thấy đó mà đi không. Chứ cái tâm của người bỏ hết, miễn cái gì mới có được tiền, nhiều tiền, cái này cái nọ mà đạt được rồi là đi. Khắp chúng sanh là trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này, một phần nhiều là say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh mà gây nên nghiệp quả. Chính là ngày nay lực trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, mà người tội ác đã quá nhiều. Thành ra cái chỗ thời cơ đã đến rồi, ý trời đã định, đau nhiều chứng dị kỳ khó kể. Sai chư tướng ở trên, sai chư tướng xuống trăng trần. Bởi vì cuộc đời nó hết rồi, nó không có còn vốn nữa. Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi tung thung dung, mà người tu niệm sống đời thừa còn. Thì chỉ có bao nhiêu đó, bước đường đi là phải nhớ trong chùa đó. Bây giờ công danh, bởi có câu nói công danh phú quý cuộc đời là tuồng ảo ảnh giấc mơ mau tàn,
đó đồng chí Trích Nghi Trinh phải quy trả lời làm ngực. Là tuồng ảo ảnh giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thu cho lắm lại càng khổ thân. Rồi khi tách biệt duyên trần, cũng có hai bàn tay trắng đi giữ phần nào đó. Chi bằng thức tỉnh hoài đầu, kiệt kỳ long hậu, cùng nhau thanh nhàn, mau mau nhẹ bước xuống thoảng, đò kiều kiến chốt nước toàn chân tu. Chứ không có hứa con ngực. Dạ. Nó rõ ràng như vậy. Bởi vì phải gắng mà bước đường đi, cái tâm mình cũng phải suy nghĩ đó. Dạ. Là một bậc cao minh là một vị Phật, lúc nào cũng kề sát bên chúng sanh, thiên địa chi động mênh mông mà phải lòng khó, không có lọt được đâu nha. Không có làm gì lọt được hết. Bởi vì phải gắng mà lo làm người tu hiền chân chất. Như cái tuổi thơ ấu còn nhỏ nữa mà biết được rồi quý lắm. Nó quý gì. Chỉ có một kiếp Tây Phương hồi hướng mà tai nạn của chúng sanh từ đây sẽ tới tràn ngập. Nếu không có rồi xảy ra chuyện chết rồi cũng lắm. Chết rồi chịu đựng một muôn năm, chuyển lưng trong muôn vật khác lại, căng mờ ấm làm điều dạy dột. Ngày giờ này thấy chúng sanh mê nên đem pháp thiết mà giải thác rồi pháp bất khả dùng đó nghe không? Yeah. Không có phận. Chết rồi là có như thầu phải nhận thôi. Yeah. Chứ không ai mà đoạn được. Bởi vì người ta nói là ngộ ngộ ở tâm chứ không ngộ ở tướng phải không này? Cái tướng với tâm đều có ngộ hết. Bởi vì cái hình dung của người nó đi khác nhau. Bằng lời nói của người xuất ngôn ra rồi nó cũng khác nhau. Văn đồng văn, ý như ý, điều cái hậu của câu văn nó khác nhau. Mê cũng là do cái tâm mình mê. Cũng do nó cái tâm mình không. Dạ. Bởi con người chơn rồi đó, giờ mình thấy tất cả cái gì cũng suôn sẻ. Còn con người có cái tâm chút xíu rồi, giờ mình thấy cái gương mặt không nó có cái dấu. Dạ. Chứ không phải. Giống như là bây giờ hiện tại thì ông Sư Minh Đạo á, hôm nay thì ông cũng đi theo cái bước đường của ông Sư Minh Tuệ là tu theo cái hạnh Đầu Đà, nhưng mà không có đi bộ hạnh như là Sư Minh Tuệ. Thì trên cái bước đường của ông Sư Minh Đạo đi như vậy á, thì có giúp được lợi ích gì cho mình không ha ông này? Bởi vì cái bước đường ông đi đó là coi như là ông lấy cái hậu của Thích Minh Tuệ mà đi. Bước đường ông đi đó là muốn nhắc nhở cho mình luôn, cũng có đợi được, cũng có đô phần dân. Yeah. Đi cho cảnh khó của chúng sanh và con người. Yeah. Bởi vì ông đi ở chân như vậy. Yeah. Cái tâm ông cũng vậy, nhưng mà ông không phải là như Thích Minh Tuệ. Yeah. Đó là cũng được đó, được người đó cũng được. Dạ. Thì ổng đi như vậy thì hiện tại thì những đứa trẻ mà mồ côi á thì ổng đưa về ổng nuôi dưỡng không ngay. Thì những đứa trẻ đó hiện tại thì ai sẽ vô chăm sóc hoặc là lo lắng cho bên những đứa trẻ mồ côi đó không ngay? Thì chuyện đó cái tâm của người mà thấy ổng đó mà quay đầu trở lại, coi như lấy cái tâm không, miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bần hàng hẳn có tu thân. Cái bước đường săn sóc đó là lấy cái tâm của người mà nó mới ra trong chỗ cũng là tốt, chứ không phải như là tầm thường là. Dạ. Cũng được việc đấy. Dạ. Có gì đó thôi. Dạ. Thì trên mạng á thì con cũng nghe nói á là về ngày Sư Minh Tuệ á, là có người nói á là trên trán của thầy á là có hình Phật Bảo Ngâm, còn có người á thì nói á là con mắt thứ ba. Còn cũng có người nói á là cái trán của Sư Minh Tuệ là một vết thẹo. Vậy thì theo ông hai là suy nghĩ như thế nào hay không? Theo nhìn thấy cái thẹo thì có cái thẹo lặng rõ ràng. Yeah. Nhưng mà mấy cái kia thì mình không biết được. Đó là mỗi người để có cái ý khác nhau. Nhưng mà người ta nói cái câu nói đó cũng tốt. Bị bình nhận thấy Thích Minh Tuệ trong bước đường đi, tất nhiên là cái tâm Phật rõ ràng. Người ta nói cái câu nói đó cũng tốt đó, chứ không phải. Bởi vì một vị Phật để giáng thế rồi, để nhắc nhở chúng sanh mà quay đầu trở lại, chứ biết đường làm cái gì mà thấy nhớ cái trong cái chỗ là không. Của mình là của mình, còn của người ta là của người ta. Đó là ông cũng nhắc lại một Phật để. Yeah. Tôi quay đầu trở lại làm ngờ. Yeah. Chứ không có gì. Yeah. Chứ cái chán ông có cái đạo lạng. Dạ. Thì theo như con biết thì gần tháng 7 thì cũng là cái lễ Vu Lan, mà sau có những cái chỗ á là dịch cúng cô hồn đó, cái đó là cái truyền thống hay là cái gì hay không nghe, mà sao lại cúng xong rồi mình bay vô mình dịch chứ không phải là theo cái truyền thống của mình không nghe? Cái truyền thống của mình là nó không có trong chùa, nhưng mà cúng cô hồn là cúng những cái vong linh, mấy cái vong linh có coi như bất nhân bất nghĩa. Dạ.
bởi vì nó chưa có tới cái số. Như xài tự giận đó, nó gom lại cái một đi. Nó giận cái này cái nọ rồi nó tự giận chết. Cái quan hồn đó nó chưa có tới cái chỗ thần định kỳ ở dưới Diêm Vương, thành ra người ta không biết. Cái quan hồn đó vậy chứ nó cũng khôn lắm, nó biết gì chứ không phải không biết. Đó là cũng cũng mấy cái đó. Cái ông hai, tại vì có một vị khán giả nói như vậy nè ông hai, thì ba đời á là của cái này thì làm thầy, thì bây giờ lại mấy đứa con cháu á nó khờ khờ khảo khảo á, thì bây giờ ổng cũng lớn tuổi rồi, thì ổng cũng phát bệnh á, thì có cách nào để giải được cái nghiệp đó không hai? Nói gì ba đời mà làm thầy trước á, cái ý nghĩa trước là để giúp phổ độ cho chúng sanh để làm nào, chứ cái hậu ơn sao sự thật không có. Thành ra gì trong nghiệp chướng ấy mà mang. Thôi giờ ngày hôm nay tôi nói với quý người để còn ở tại chỗ gia đình đó, và cũng cả con lẫn cháu luôn, phải quay đầu trở lại mới rồi là bên. Cái tâm đó là cái tâm tà, các nhà sư là nằm bên tà đạo để gù quấn những cái nghiệp chướng. Chỗ đó mình về tụ hội mà để trị, để trị dân nhiều khi lâm nạn bệnh hoạn này kia nọ, chứ sự thật rằng nó không phải là một cái liệu thuốc để trường tồn. Thôi bây giờ quay đầu trở lại là bến, bởi vì mà cao minh để lại có câu niệm Phật bệnh tật tiêu tan, coi như tất cả đều niệm Phật hết. Có thể một ngày nào cái nghiệp chướng nó không còn nữa. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan từ bi hỷ xả Phật ban phép lành, hay làm niệm Phật thoát khỏi tử sanh nương theo Phật luật lời lành nghe. Bởi vì cái tiếng niệm Phật, cái hoa linh của tiếng niệm Phật phải nhất tâm nên niệm Phật đó. Bởi có câu nói niệm Di Đà ráng niệm cho rằng thì Phật mới cứu khỏi nơi khói lửa. Cái căn bệnh ngày hôm nay mà có chỗ mà làm thầy ba đời, mà ngày hôm nay để con cháu mà cùng con ruột cháu mà lâm cái tai nạn này, cũng do nơi cái nghiệp chướng của bậc người trên để tạo tập mà nó mới xảy ra trong chỗ này. Bởi vì bậc cao minh có câu nói ốm đau cũng tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác. Chứ nó không có phải mà ung dung tự tại được. Bởi vì trong cái nghiệp chướng của bậc bề trên, cái người ông bà ở trong chỗ hàng đó có nghiệp. Thành đây bây giờ cái hậu sau khi này con cháu phải ảnh hưởng trong chỗ. Bởi vì quả bất lành chưa trả ghi thêm, hay là để đức lành con người làm ngay thẳng, để đức lành truyền lại cháu con tiếng thơm muôn kiếp vẫn còn. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có cái chỗ, cái bước đường làm vừa qua rồi bất nhân mà lại bất nghĩa có luôn. Thành ra nghiệp chướng đó nó kéo dài hoài. Cho nên tới ngày giờ này đó con cháu phải ảnh hưởng trong chỗ. Bởi vì gán lo niệm Phật, bây giờ chỉ có cái tiếng niệm Phật thôi chứ không còn cái gì nữa, mới tiêu tan trong cái chỗ nghiệp chướng. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan từ bi hỷ xả Phật ba không khép lại. Niệm Phật thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Ngày trước kia không có tiếng niệm Phật mà quải cành cũng có đấm ngựa xe. Ngày giờ này con cháu phải nhận trong phần đó. Bởi vì bất nhân nó bất nghĩa nó có. Bởi câu kinh có câu nói các đạo tà mưu khéo âm thầm dân gắn tránh kẻo lâm mà không. Chúng nó xuống viên răng nhiều chỗ dùng phép màu lè mát chúng sanh, ai ham linh theo nó tạc tạc, xa địa ngục quá mong sống sót. Bởi vì trong cái việc gì nữa bực bì trên cũng đã ngoay hết chân trời cho môn nhân đệ tử đều hiểu rõ, hiểu rõ biết. Mới muốn làm người thì phải gán nhường nhịn, nó mới có thành được cái chỗ làm người. Chữ nhẫn mà thành rồi báo quý hiển gian khắp thế giới được câu hoài này. Đó là cái chỗ làm người, bước đường đi tới mới có phần. Ngày hôm nay tôi cũng vì cái nghiệp chướng của chúng sanh mà đào tạo qua quá. Mà ngày giờ này cuộc đời nó đã hết 2000 năm đó, đã hết rồi. Bởi cuộc biến chuyển thiên cơ, Phật cũng có nói rồi. Mà biến chuyển chỗ thiên cơ, mình đã có thấy rồi. Cũng như thế có câu nói ngâm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo dơ tơ rối cuộc. Hay là mẹo đã hết rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu lẫn cùng nhau, chứ không có phải còn ung dung tự tại nữa. Bởi vì gán mà lo tu hiệp, chân chất mới có còn này, chứ không có nghĩ cái chỗ gì nữa hết chân phải. Cứ việc bước đường mình phải đi thẳng về con đường của Phật mà đi, chứ không có nghĩ tới chỗ này chỗ nọ. Sau khi này
là chết, mà không có ai để phổ độ quý công đức. Ngày giờ này nghe được rồi mà không có tùng theo, mà không có hành theo, tội nghiệp mà uổng dữ lắm nha. Nếu kiếp này mà không có còn lại được rồi, chuyển lưng trong muôn vật khác lại, mà tới một muôn năm. Bởi vì thầy có nhắc nhở 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo giòn cho trẻ, dưới đâu lưng đừng rẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ phải hoài gì. Ông biểu hoài gì là gì? Phải coi kinh, tầm cái nghĩa câu kinh mà hành theo kinh, là mới trở về Tây Phương mà ăn. Cả kêu lớn nhỏ hoài gì trên đầu, trên việc gì, trên quà dưới thận, chớ liền chớ thân, phải quay trở lại mới có còn. Thì cái đó là cũng là do tâm của mình ra, thì do cái tâm của mình ra. Dạ. Vậy thì ông hai thì nói gì vậy nè, cái tâm truyền tâm là như thế nào hả ông hai? Cái tâm mà nó truyền tâm, dạ, cái tâm truyền tâm nó hai cái ý nghĩa. Nếu có tâm tà thì nó truyền lại cái tâm tài, chứ không có gì tâm thật thì nó truyền lại tâm thật. Và cái đời này nói chuyện là nói ý nghĩa như gì, chứ còn có cái câu nói cha mẹ sanh con chứ không ai nợ sanh lập. Đáng tiếc gì trong cái câu kinh nói chuyện ra nó không có thấu hiểu, nó không nghe, bởi cái nghiệp chướng nó đều khác nhau hết, chứ nó không hiểu. Mà nói về cái thẳng cái tâm rồi, cái tâm tà tất nhiên phải sanh tà tà. Bởi vì tâm nó truyền cái tâm, cũng có do nó cái tâm đó đó. Cái trái tim của mình nó truyền ra cái tâm nó truyền ra cái khẩu, nó truyền ra cái ý của mình, cái ý nó ra cái khẩu, cũng do đây cái tâm mà để đào tạo. Bởi có câu nói tâm mà bình tánh mà tịnh rồi được thì phát huệ. Ta thương chúng mới viết ra giảng thể, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ, nghe cạn lời chớ có mờ hồi, thêm giữ nghĩa đàm theo đắc mặt. Bởi vì bởi vì gán mà phải giữ được cái tâm của mình. Dạ, thì tất cả đều do tâm mình sinh ra, do cái tâm không? Dạ, thì hôm nay thì từ khi ngày sư Minh Tuệ xuất hiện á, thì những cái tà nó cũng đã xuất hiện nha. Thì hôm nay có cái cảm nghĩ như thế nào thấy không hả? Ngày hôm nay đó bước đường của Thích Minh Đệ đi là bước đường toàn. Bởi vì Bậc Cao Minh có để lại một câu nói, việc tà là cánh đành rằng, ngày sau khi này mà còn lỡ nhất là ba màu nắm chặt năm chỉ thân, chỉ có phải tiên thắng còn tội. Cái nghĩa tà, tà không có còn, có dư tội tràn ngập luôn, tài không thấy. Cái nghiệp chướng là đang dày xéo luôn. Thì ông hai có cách nào mà để mình giữ được cái tâm lúc nào cũng được lạc quan và vui vẻ không hả ông hai? Thì ông hai có thể chia sẻ cho tất cả quý khán giả. Thì bây giờ đó, nếu mà cái tâm thật rồi đã an nhàn rồi, phải có nói gì cũng an nhàn. Bởi vì tâm, cái tâm mà vô tâm rồi đó, là lúc nào cũng nhàn hết. Bởi vì công danh phú quý chẳng nạt, là không có còn dính bận cái gì hết, là cái tâm nó an nhàn. Mình, cái vật chất trên đời người suy nghĩ cho thấy rồi, không có chỗ nào trường tồn, mãi mãi ở bên mình. Cũng như thế, hợp rồi tan, tan rồi hợp, rồi mình gặp gỡ nó hoài, có vậy là trùng phùng, trùng phùng rồi cũng phải chia, chứ không có còn mãi ở bên mình. Cái việc gì cũng vậy. Bởi vì ngán chỉ có một kiếp này thôi nha, chứ không có còn nữa đó nha. Gán lo tu hiền, lo được thật, phải chân chất thật thà. Bởi làm người sau khi này thật có câu nói khó kiếm trong đời, bởi gán mà giữ trong chỗ, người khó kiếm trong đời, người mới có còn được. Nếu còn được, người dân của đất nước Việt Nam sau khi này, sau khi này có Phật thánh tiên để kề sát bên chúng sanh mà khai kinh, để mở trong cái văn hóa bước đường của nhà thật thương, cũng đắc quả thật thương ngay chân của mua này, cũng hiện diện trong cái đời đó. Phải gán lo mà cho nó còn được, không phải là quý. Dạ, con xin chào ông hai ha. Thì cái câu hỏi này cũng của một khán giả. Thì người mẹ hiện mất rồi, rồi con á thì đi làm từ thiện, rồi đi giá xe, bơm xe đó, rồi lấy cái tiền đó đó là để bơm xe, giá xe gì để nói chung là để cho người mẹ làm bồi công đức cho người mẹ cả mắt. Nhưng mà tiền trong nhà không có tiền, đi lấy mượn tiền của người khác, thì vợ con trong nhà không có tiền,
thì làm như vậy có đúng hay không? Cái chuyện đó đã sai rồi. Dạ. Đã sai. Thí dụ như không có mà có một đồng, một ngàn, hai ngàn cũng là quý, đó là thấy cái tâm trung thực chứ không phải. Bởi vì một ngày đó theo chung gia đình đó nó xài 100 ngàn, nói thí dụ 100 ngàn, xài 99 ngàn hay là 90 ngàn, còn 10 ngàn đó để bố thí cho những kẻ ở dưới tay, nhờ bậc bề trên để tha thứ cho mẹ của con. Đây là đồng tiền 10 ngàn bạc này là tôi cho mẹ tôi để cho tôi được. Nó cũng dơ đi trong cảnh khó của dòng linh. Và mình làm gì là không phải là mình làm khổ trong gia đình, làm khổ trong dân. Cái sự thật là cái đó không được. Yêu cầu cái không như nữa cũng được. Miễn lời lời Phật nói, miễn tôi được ngày hai cơm tẻ mũi bần hàng chẳng có tu thân, thì ăn cái chỗ đó mình dính đợi đi, để cho cái mẹ của con là sao chịu. Bởi tiếng niệm Phật cũng lại hàng ngày cũng được. Ngày khi đi dứt rồi đó, nhờ ở trên để phổ độ cho vong linh phủ quyền thất tổ ông bà cha mẹ của con được thác chúng mê rồi. Thế là mình hồi hướng nha, đó là mình hồi hướng. Còn cái tiếng niệm Phật mình có cái chỗ này cũng vẫn còn niệm Phật đi, ngày giờ này tôi niệm Phật cho phủ quyền thất tổ ông bà cha mẹ của con, chứ cái phần của con sau khi này để bực bề trên nữa. Mà mình có nhất tâm như vậy, bực bề trên cũng không có bỏ mà cũng vẫn còn thở quả tây phương, chứ không phải nói. Bởi vì mình đã có cái hiếu, bởi vì thiên kinh dạng viễn hiếu nghĩa duy tiên, muôn dạng viễn kinh đều lấy chỗ hiếu nghĩa làm đầu. Đó là như vậy, là xong chị. Xong chưa? Dạ, chị con cũng cảm ơn hai rất là nhiều ha. Thì ông hai cũng cuối chương trình rồi, thì ông hai có những lời hay ý đẹp nào để chia sẻ đến bà con cô bác để mình biết tu tập không ha ông hai? Dạ. Thôi ngày hôm nay để quay như cái phần tôi nói tới đây cũng biết giảng kinh. Mong nhân đệ tử biết sửa dung linh mới màu. Nam mô lầm sợ nguyện cầu chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật.